Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay rảnh rỗi xin ông nội, không có việc gì làm thì mình sẽ review cho các bạn về một cái thú chơi cực kỳ mới lạ. Thì ở những cái clip trước thì mình đã nói về các loại bò sát rồi, và cũng như là review một số cái cách chơi về rồng Úc. Hôm nay mình sẽ đổi gió một xíu nha mọi người, mình sẽ review cho các bạn về những loài cá. Thì các bạn đã biết cá nó cũng rất là phổ biến ở Việt Nam và cũng là một loài thú cưng mà nó được phổ biến rất rộng rãi từ miền Bắc và miền Nam. Tuy nhiên thì cái loài cá ngày hôm nay mình review cho các bạn nó sẽ là một cái dòng cá nó khá là mới lạ và nó cũng gây được cái sức hút đối với những cái người đam mê sự mạnh mẽ, sự dứt khoát và cũng như là mang cái tính độc lạ nữa. Thì cái dòng cá đó là dòng cá gì thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn review về cái dòng cá này nha. Ok, theo chân mình nào. Ok, thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn về cá lóc kiển nha. Thì ở đây là anh Lee, cũng là boss ở đây. Thì anh có thể giới thiệu sơ về bản thân mình cũng như là cái mục tiêu của cái góc chơi của mình là gì không anh? Xin chào các bạn, mình là Lee, Lee Cá Cảnh. Mình là... ở đây là mình là chuyên về tất cả các dòng lóc. Thì nhập khẩu từ Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Thì đây, thì mời các bạn xem sơ qua về những cái dòng lóc của mình. Ok, thì về câu đầu tiên thì cái nguồn gốc của cá lóc kiển này là nó bắt đầu từ đâu anh? Thì nó có rất là nhiều dòng em. Ví dụ như là bé ở đây. Ví dụ như là bé ở đây thì cái nguồn gốc của nó là xuất xứ từ Indonesia. Đấy, thì cái dòng này là nếu mà những anh em chơi lóc thì sẽ biết nó, kêu nó là dòng Yellow Maru. Đó, cái dòng Yellow Maru này thì nó sẽ là cái đặc trưng của nó là mình sẽ chơi theo vảy. Những cái vảy đen, vảy trắng trên cái người của nó. Đó. Người xem. Thì một con lóc nhỏ thì nó sẽ không có cái gì hết. Yeah. Thì sau cái thời gian mà mình nuôi, mình chăm sóc nó thì nó sẽ lên được một cái bộ vảy. Đó thì cái con này thì nó tầm khoảng size 30 nhưng mà vảy của nó cũng rất là nhiều rồi. Dạ. Là này. Thường những cái dòng cá này là nó nghĩa là giống như là cái xuất xứ của nó thường là ở Indo là chủ yếu anh. Đúng rồi, thì đa phần thì cái dòng vảy rồng này á thì là cái dòng vảy rồng này là nó đặc biệt nó xuất xứ ở Indo là nhiều. Dạ. Nó vẫn có những dòng ở Malaysia. Dạ. Như là Ten Ten đồ này nọ. Nhưng mà nhiều nhất vẫn là của Indonesia. Thì anh bắt đầu chơi cái dòng lóc kiển này là từ năm bao nhiêu anh? Thì anh cũng nếu mà chơi cái dòng lóc này thì anh chơi cũng tầm khoảng 2 năm thôi. Tầm khoảng 2 năm nay thôi. Dạ. Rồi thì đối với lại cái dòng cá lóc kiển này thì thường những cái người chơi người ta sẽ ấn tượng ở cái đặc điểm nào của cá lóc? Thì cái đặc điểm của cá lóc này thì các bạn có thể biết là nó rất là quấn chủ. Cái đặc điểm của nó rất là quấn chủ, nó không như những cái dòng mà Lì thì nói chung là Lì cũng chơi rất là nhiều dòng cá rồi. Thì cái dòng lóc này thì nó làm cho Lì thực sự là Lì nghiện. Mình chơi nó là giống như nó có thể giống như là một con chó ở nhà vậy đó. Mình có thể mình chơi với nó, mình có thể mình vuốt nó này kia đó. Để mọi người sẽ có thể xem ha. Nó có thể là cắn mình đó nha. Cái này mấy bạn newbie là không thử với mọi hình không, thức nha. Đúng rồi, cái này là không cái này ta anh Lì là quen rồi cho nên là anh Lì mới chơi vậy chứ mấy bạn newbie thôi vô cắn mình không chịu trách nhiệm nha. Nó cắn thật đó nha mọi người. Rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói về cái những cái bước đầu trước khi mà mình nhập môn đi. Thì với những bạn newbie khi mà mới bắt đầu chơi cá lóc kiển thì cần lưu ý những cái điểm gì anh? Cái điểm lưu ý đầu tiên á là mình cần một cái hồ. Mình cần một cái hồ và cái điều quan trọng nhất vẫn là cái nắp tẩy trên cái hồ đấy. Thì cái dòng lóc này thì nó rất là ưa nhảy, nó nhảy. Nên là mình bắt buộc mình phải không phải không những là mình đẩy đâu nhưng mà mình cũng phải chèn lại nữa. Mình chèn cho nó cứng lại để cho cá nó đừng nhảy. Tại bây giờ buổi sáng là Lì hay ở đây á nên là Lì không có chèn lại nhiều nhưng mà tối trước khi đi ngủ là thường thường là chèn lại cứng lắm. Em thấy anh để cục đá đây là chắc phải chèn không? Đúng rồi. Thôi những cái bé mà sai nhỏ thì nó cũng vẫn nhảy. Đúng rồi, tất cả cái dòng lóc cái đặc trưng của nó là nó sẽ nhảy. Nó nhảy một cái lỗ có thể là rất là nhỏ nhưng mà nó lựa ngay cái chỗ đó mà nó nhảy. Nhảy ra.
Dạ, rồi đối với lại nuôi một bé lóc á thì cái kích thước hồ tối thiểu mình cần có là cỡ bao nhiêu anh? Cái kích thước hồ mà tối thiểu để cho một bé lóc á thì nó chỉ đơn giản là cái chiều dài thì có thể là gấp đôi bé lóc thôi. Thí dụ như con cá mình nó size 30 thì cái chiều dài nó tương đối là phải 60 trở lên. Dạ. Thì cái đó là nó giúp con cá mình nó phát triển tốt nhất. Dạ. Rồi thì đối với lại những cái dòng lóc này á thì đối với lại những cái hồ mà cái kính á thì mình làm là loại kính như thế nào anh? Có thì phải là thường là làm kính là có cần phải dày không, là bao nhiêu ly anh? Không, nếu mà kính thì nó cũng như những cái dòng lóc bình thường thôi, tức là do cái này thì cũng là do cái nhu cầu của anh em nữa. Thí dụ như nếu anh em có điều kiện á thì mình sẽ chơi một cái hồ to dày hơn, dạ, kính siêu trong này nọ thì con cá nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà với những anh em mà không có điều kiện á thì cũng có thể là mình chơi một cái hồ bình thường thôi. Tại cái chơi lóc này nó không có đòi hỏi về cái vấn đề mà một cái hồ quá cầu kỳ. Thì cái lọc của mình á là mình sử dụng những cái dạng lọc như thế nào anh? Nếu như mà một cái hồ to á thì anh vẫn hướng mọi người đến là sử dụng một cái lọc tràn. Cái lọc tràn trên để cho nó có thể là nó lọc được tốt nhất có thể. Ok, bây giờ mình giới thiệu về cái phần lọc tràn đi anh. Cái lọc của anh thì thì cái lọc tràn này á là mình sẽ có những cái vật liệu lọc nào cho để nuôi một bé lóc? Nếu như mà chơi một bé bảy rồng á thì cái môi trường của một bé bảy rồng này thì nó đặc biệt là Indo thì nó là một cái nước nhiều núi lửa. Nên là cái nước cái pH của một cái hồ đó, một bên những dòng sông bên Indo thì nó rất là thấp. Đó nên là Lì luôn chú trọng tới cái pH nước của nó. Lì cái trên cái lọc tràn, một cái lọc tràn thì Lì chỉ bỏ nhâm thạch với lại long hổ thôi để nó giảm được cái lượng cái pH nó xuống tốt nhất có thể, là hạ pH xuống. Đúng rồi, nó hạ pH xuống. Thì thường pH của các bé lóc là rơi vào khoảng bao nhiêu? Nếu mà pH nước của những dòng lóc phải rồng nha, những dòng lóc phải rồng thì nó tầm khoảng 5.5 tới 6.5 là tốt nhất. Nếu mà 4.5 cũng được. Đó, thì xuống khá là thấp luôn so với mức bình thường. Đúng rồi, so với mức thì con cá mình nó sẽ đẹp hơn, tốt hơn và nó giống như là cái môi trường tự nhiên của nó gần giống nhau á thì con cá nó sẽ tốt hơn. Thì đối với lại cái việc mà thay nước cho cá rồng anh thì cái định kỳ bao lâu thì mình sẽ thay nước một lần? Theo Lì á thì nó một cái tốt nhất á, nếu mà thay nước cho cá thì tầm khoảng 2-3 tuần. Tại vì cái dòng lóc này nó không cần thiết phải là mình thay nước rất là nhiều đâu. Ví dụ như mình bận, ví dụ tuần nửa tháng hay là một tháng mình thay vẫn được, không sao hết. Cái dòng lóc này nó đặc trưng của nó là nó không cần phải nước quá sạch. Nên là nó có nhiều cái điểm lợi thế, thí dụ như là mình cúp điện đi nè, mình cũng không sao hết. Mình cũng không sợ gì hết, nó cũng vẫn rất là bình thường. Nó rất là bình thường luôn. Nó không cần phải, tại vì nó không cần cái dòng lóc này nó không cần phải mà thở ở trong nước, tại vì nó là thở qua phổi nên là nó thở trên mặt nước. Lấy không khí trên là mặt nó nước. Lấy trên mặt nước luôn, không cần oxy trong nước. Đúng rồi không cần oxy trong nước. Thì đối với cái loại nước mà mình thay cho cá lóc á là mình dùng thẳng nước máy được không anh, hay là mình phải là phơi nước để bay cái cờ lo này không? Nếu như mà mình thay nước á, nếu mà mình thay nước thì cái đó, nếu mà theo Lì á nha, nếu mà theo Lì thì nếu mà mình thay nước ở trong cái một cái bể mà mình thay tầm khoảng 50% thì mình có thể là mình xài sử dụng nước máy. Mình không cần phải phơi cái đó là không sao cả. Nhưng mà nếu mà mình thay nước quá nhiều thì bắt buộc mình phải trữ nước nha. Cái đó là mà sao em thấy ở mấy cái hồ này của anh á là cái mực nước anh không bao giờ để nó cao tới đây mà nó phải có một cái khoảng cách á, là cái nguyên nhân là sao? Tại vì nếu như mình để mà phun nước á, để phun nước thì con cá nó sẽ khó thở. Tại vì nó thở trên mặt nước, nó không phải như là những cái dòng khác. Không phải là như những dòng khác, nếu mà mình để mà ngập luôn nước á thì con cá nó sẽ khó thở lắm. Đó là các bạn lưu ý nha, tại vì cái dòng cá lóc này là bét dễ luôn so với những dòng cá khác. Là hồi nãy giờ các bạn nghe anh Lì cũng nói rồi, nó rất là châu bò và nó cũng là một dòng rất là dễ chơi đó, dành cho những bạn mà gọi là lười thay nước như mình luôn á. Như mình cực kỳ lười thay nước, là như anh Lì nói hồi nãy là cỡ 2-3 tuần là mới thay nước một lần, nhiều khi là một tháng có thể thay nước một lần. Thì dành cho những bạn newbie mà không có thời gian, hoặc là những nhân viên công sở mà đi làm về không có thời gian để thay nước mỗi tuần á, thì dòng cá lóc này rất là phù hợp cho các bạn có thời gian, cái thời khóa biểu nó quá khít với nhau,
Đó cho nên là các bạn có thể cân nhắc là lựa chọn cá lóc để làm thú cưng luôn á. Ok anh, thì đối với lại cái về phần tiếp nữa là phần về nhiệt độ, thì đối với những cái dòng cá lóc này nó có cần thiết phải chú ý vào nhiệt độ nhiều không anh? Không, cái nếu mà cái dòng cá lóc thì nó sẽ chia làm hai dạng. Một dạng là cái dòng vảy rồng này là cái dòng của nhiệt đới. À. Thì nó rất thích hợp với là cái khí hậu của Việt Nam mình. Dạ. Nó rất là thích hợp, nó không cần phải là nhiệt độ phải quá thấp. Dạ. Thế nên là nó rất thích hợp với cái môi trường Việt Nam mình. Dạ. Thì còn bà nó chia thêm một dạng nữa là dòng, thì những anh em chơi lốc thì họ sẽ nói là cái dòng đó là dòng ôn đới, dòng lốc lạnh. Dạ. Thì chút xíu nữa mình sẽ vào trong là mình sẽ nói tới cái dòng. Dạ. Đó. Ok. Dạ. Và đây là cặp anh Rao, thì nếu mà mọi người có chơi lốc mà muốn chơi theo dạng biotope thì cũng có thể hướng đến một cái hồ như thế này. Dạ. Thì cái hồ này là lì setup để cho một cặp anh Rao, thì cái bầy này thì nó cũng đã sinh sản được một lứa rồi. Dạ. Hiện tại bây giờ nó cũng còn có một hai con cá con đó, lì có vớt ra mà nhưng mà nó còn sót lại nằm trong đó. Dạ. Thì đối với lại cá lóc á, là cái em nghe nói là cái việc mà gọi là ghép cặp á, ghép cặp nó khó, thì anh ghép cái cặp này nó có khó không? Thực sự là nó rất là khó. Cái dòng lốc này nó cái tính lãnh thổ nó rất là cao. Dạ. Nên là ghép bất cứ cái dòng nào cũng vậy, nó ghép nó cực kỳ khó, nó đòi hỏi mình phải là bỏ thời gian ra rất là nhiều. Dạ. Tại vì nó nếu mà mình ghép bắt đầu mình thả chung nhau là nó nhiều lúc mà mình nó cắn nhau mình cắn chết luôn á. Ồ. Nó tính lãnh thổ nó rất là cao. Dạ. Nên là nếu mà ghép cặp á, nếu mà người chơi mà muốn đến mà chơi một cặp á, thì có thể một á là có thể là mình mua một cặp nó đã ghép sẵn. Dạ. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai thì nếu mà mình muốn trải nghiệm thì mình nên chú ý là khi mà mình thả chung hai con cá lại với nhau á, thì mình phải chú ý quan sát cho nó, quan sát rất là nhiều nha. Dạ. Rất là nhiều luôn. Ví dụ như là cá mà cái trường hợp mà chắc chắn là lúc mà thả ra là chắc chắn nó sẽ cắn nhau rồi đó. Dạ. Chắc chắn đều chắc chắn luôn, nhưng mà nó cắn nhau hợp lý, giống như là nó cắn nhau mà nó cắn nhau không có đến độ mà chè da chóc vậy. Đúng rồi. Dạ. Nó cắn nhau là giống như là nó cắn dạ ba cái rồi thôi. Dạ, thì nó hè hè thôi. Đúng rồi, đúng rồi, nó kè nhau mà nó cắn. Dạ. Nhau nhẹ thôi á. Dạ. Thì có thể là mình theo dõi tiếp. Dạ. Còn không thì mình tách nó ra ngay. Dạ. Nó cắn, để nó cắn chết luôn á. Là ví dụ là một hồ là mình chỉ được phép nuôi một con cá lóc là tối đa luôn á. Đúng rồi, một. Dạ. Hồ mình chỉ đây con bé này là lì nuôi từ nhỏ rồi. À, dữ quá, mới quay mới quay phía trên thôi mà nó đã muốn lên thì... sóng rồi, thôi cho lên sóng luôn. Thì cái con này là lì nuôi từ nhỏ lên, thì cái con này thì nói chung là nhiều khách cũng thích lắm. Dạ. À, nhưng mà lì có thể là cái con này là cái con kỷ niệm á, nên là lì để lại lì chơi, lì không có bán con này. Đó thì bạn nào mà sau cái clip này mà muốn inbox cho anh Lì, đừng hỏi bé này nha. Giật kỷ niệm của anh Lì đó, đừng bạn nào hỏi. Thì cái con này là Lì nuôi từ size 4 năm luôn á. Size 4 năm luôn. Là 4 năm tuổi luôn anh. Không, size 455 á, 45 mới size 45 kích thước á, size 45 cm á. 45 cm. Thì cái con này bây giờ nó tầm khoảng hơn 20. Mà màu cũng đẹp. Lì quá nuôi con đẹp này cũng khoảng 8 tháng rồi, 8 tháng. Nhưng mà hình như bé chưa lên vảy không ạ? Đúng rồi, chưa, nó đang phát triển lên vảy. Nhưng mà đối với anh thì cái con này nếu mà cái size này thì cái màu cái con này thì nó tốt nè. Dạ đúng rồi. Nhưng mà vảy thì chưa. Vảy thì nó hơi yếu. Đúng rồi. Dạ. Vảy thì con này nó hơi yếu. Rồi. Nhưng mà màu thì rất là tốt. Vậy tiếp theo là về cái việc mà setup cái chuồng ơi lộn cái hồ chơi cá lóc, thì cái setup nó có phức tạp anh, hay là nó như thế nào? Thì em có thể là em xem sơ qua cái bể này của anh. Dạ. Thì nó cũng cực kỳ đơn giản, nó chỉ cần thiết là mình lót nền này. Mình chỉ cần thiết lót nền. Rồi, dạ. Đơn giản thôi. Ví dụ như là một cái bơm lên, một cái bơm qua lọc tràn. Đây qua lọc tràn và xuống thì mình nên là có một cái ống dẫn xuống nha mọi người. Ống dẫn xuống để cho mình tránh cái trường hợp mà nước nó tác động xuống hồ quá nhiều quá thì con. Dạ. Cá nó sẽ dễ quản. À. Nên là mình đi cái ống thẳng xuống hồ luôn để cho nước nó lên từ từ như vậy, nó sẽ giúp con cá nó giảm chết con cá tốt hơn. Dạ. Thì cái nền này là mình sử dụng cái loại nền nào anh? Thì cái này nền này á, thì nó có rất là nhiều loại. Cái này là lì sử dụng sỏi suối. À, sỏi suối nâu. Mà cái thông dụng nhất của mà chơi lốc thì lì thường hay xài là cái ceramic, cái sạn gốm. Cái sạn gốm ceramic. Đây nè, cái sạn này à? Đúng rồi, cái sạn gốm này đây. Sạn gốm này, cái. Dạ. Sạn gốm này là cái nó là sử dụng thông dụng nhất. Dạ. Thì em thấy ở trong cái hồ này có cái hành sưởi á, là. Đúng cái hành sưởi đó nó có cần thiết cho lóc không anh, hay là
thực sự là cái sưởi nó rất là cần thiết luôn, nhưng mà để đối với những cái dòng mà nhiệt đới thôi nha, giống như những cái dòng phải đồng này nè thì hôm cái lý do mà nó đang có cây sưởi trong chổng là hôm trước là tại cái con này nó bệnh hôm trước là tại vì con này nó bệnh nên là liền phải cho nó cây sưởi để nó có hỗ trợ được mấy cái mà bị nấm đồ này kia mọi người đó, thì nó sẽ bữa nay nó hết rồi nên là liền cũng tắt cây sưởi rồi nhưng mà lười chưa có lấy ra thôi nên nó vẫn còn nằm trong đó. Nghĩa là thường là sử dụng sưởi là để tăng nhiệt độ để đúng rồi. Cho các bé khỏe lại đúng rồi, đúng rồi. Nó giảm chết rất là tốt cây sưởi. Nhưng mà đối với những cái dòng mà nhiệt đới thôi nha, còn những dòng ốp lạnh là tuyệt đối là không được xài sưởi. Dạ đúng rồi. Ôm đới mà bỏ cây sưởi vô là thôi toàn. Đúng. Em thấy có cái cục đen đen này là cái cục. Cái cục này là cái cục sưởi, nó là sưởi bio. Thì nếu như có những bạn mà không thích á thì hay là cái diện tích của hồ mình không có để mình chơi lọc tràn á thì mình sẽ sử dụng cái cục sữa bio này. Cái sữa bio này nó cũng là tạo vi sinh rất là tốt. Đấy thì đối với lại cái dòng lóc á thì nó chỉ đơn giản vậy thôi em. Một cái hồ xe đốc thí dụ như mà mình xe đốc đơn giản vậy thôi, cần lót nền, một cái lót nền và một cục lọc, rồi cái nắp đậy là cái quan trọng nhất. Rồi đèn như vậy thôi. Mình có đã đủ điều kiện để mình chơi một cái lốc rồi. Vậy là mấy bạn thấy rất là đơn giản luôn chứ không hề công phu nha. Ví dụ như mà mấy bạn chơi những cái dòng cá săn mồi khác, ví dụ như là cá rồng đó, thì là phải có một cái hồ gọi là phải là mát binh luôn á, gọi là đầy đủ vật liệu lọc các thứ luôn. Nhưng mà cá lóc cũng là một dòng săn mồi, nhưng mà các bạn nãy giờ các bạn theo dõi những cái nãy giờ những thông tin á thì các bạn thấy là nó thật sự rất là đơn giản luôn, không hề tốn nhiều chi phí, không hề tốn nhiều công sức gì cả. Thì mình nghĩ là nó là một cái dòng bét nó rất là phù hợp cho những bạn mà thứ nhất là nó thật ra là lười, và cái thứ hai nữa là các bạn không đủ chi phí để mà sắm những cái dòng cá săn mồi cao cấp, thì cá lóc là một cái dòng rất là phù hợp. Ok, thì về phần tiếp theo đó là về phần cái thức ăn cho cá lóc, thì anh thường là cho các bé ăn mồi nào anh? Thì thức ăn cho cá lóc thì nó cũng rất là đơn giản em, nó hiểu là tôm tép hay là dế đồ này kia thì nó cũng rất là đơn giản. Nhưng mà bên anh thì nó cũng có những cái dòng thức ăn riêng dành cho cá lóc. Thì anh có ăn có đây là anh sẽ giới thiệu. Ok mấy bạn chờ xíu nha. Không hay mình đi qua đây luôn đi. Ok. Và đây là ba dòng thức ăn dành cho cá lóc bên lì, thì nó thực sự nó là tép sấy. Đã được tẩm tất cả cái dinh dưỡng phù hợp nhất cho cá lóc. Thì cái dòng red này thì mình sẽ sử dụng cho cá màu đỏ, và dòng yellow cái này thì cho cá màu vàng. Nè, bia sản phẩm cho anh lì luôn nha mọi người. Và đây là dành cho những cái dòng lóc mà có cái sắc tố xanh đó mọi người, ví dụ như dòng pháo hoa, chút xíu nữa lì sẽ review những cái con đó cho mọi người xem. Thì những từng cái loại thức ăn là nó sẽ kích màu cho từng cái dòng lóc khác nhau luôn. Thì nó bổ sung tất cả cái dinh dưỡng cho cá. Okay, rất là hay luôn mọi người. Thì có thức ăn chuyên dụng luôn. Nó rất là tiện lợi. Ví dụ như mà mình có nhiều lúc mà mình bận hay là cái vấn đề gì đó thì mình về mình chỉ cho nó ăn cái này thôi. Cái này nó để lại cũng rất là lâu. Đó. Thì đối với lại mấy cái mồi khác đó, ví dụ như là sâu dế hay là gì đó, mình có cần phải xử lý sơ qua không anh trước khi mà cho ăn? Thực sự là mấy những cái đó là mình thì không cần phải xử lý sơ đâu gì đâu. Nó ăn đồ tươi mà. Đồ tươi, nếu mà mình thí dụ như dế đi. Dế mình ra mình mua tiệm thì tốt nhất nha mọi người, là mình nên là rộng cho nó qua một hai ngày để đi nó thải hết những cái mà một những cái phân ở trong người. Đúng rồi, phân cũ của nó. Thì thường họ nuôi những cái đó thì họ cho ăn những cái thức ăn mà công nghiệp thôi. Nó sẽ không tốt. Nói chung là mình không biết chính xác, nên là mình phải để cho nó, mình cho nó đi ra phân hết những cái đó thì mẹ cho cá ăn sẽ tốt nhất. Đó thì cái vấn đề này mình đã nói rất là nhiều lần, ngay cả Nam Ngô cũng có nói luôn mọi người. Mọi người coi những cái clip của anh Nam Ngô á, thì cái này thực ra cái trên tên tiếng Anh của nó là gut lót á, là mình chén qua, mình rộng qua cái ruột của những cái con mồi sống. Tại vì những cái con mồi đó khi mà các bạn mua từ trại về, các bạn sẽ không biết là người ta cho ăn gì đâu. Đúng rồi. Người ta cho ăn giấy báo luôn á. Đúng. Đó, thì nó không có phù hợp cho cái hệ tiêu hóa của các bạn pet. Thì khi mà về các bạn cần phải luộc qua cái những cái thức ăn mà mình có nhà, ví dụ như trái cây, rau củ quả, rồi cám gà, cám chim, để nó có được những cái chất dinh dưỡng đó, thì khi mà các bạn bét á, các bạn ăn vô nó sẽ hấp thu được hơn. Đó thì đây là một cái sản phẩm bên lì nha. Thì các bạn có thể là sau cái clip này các bạn cũng có thể inbox để mua những cái sản phẩm này, nó rất là phù hợp dành cho các bé luôn.
Ok anh có còn giới thiệu cái sản phẩm nào không? Vậy Ly sẽ mời mọi người vào trong để xem những cái dòng lốc ôn đới, những dòng lốc lạnh của bên Ly ha. Ok. Mời mọi người. Đây là bé băng carbon size khoảng 70 mấy mọi người. Wow. Xe 70 mấy thì chắc Việt Nam, mà Việt Nam thì nó chỉ có tầm vài con to như vậy thôi. Yeah. Nó không nhiều đâu. Trời yeah. Ok. Quá trời to luôn. To lắm nha. Con yeah. này to lắm. Thì bé này là mat size là cỡ bao nhiêu anh? Nó là mat size theo cái mà Google á, tại vì anh chưa thấy nha. Yeah. Thì nó tầm 1m3. Wow. Có thể là gấp đôi con này đó. Con này 70 mấy thì có thể là gần gấp đôi con này. Wow. Là nước là to, 1m3. Vậy rồi. cái hồ của nó chắc cũng phải, nhưng cái đó tự nhiên thôi chứ mình nuôi mình trong rồi. Cái chế độ nuôi nhốt này có thể là cái size này có thể gọi là mát rồi, khó lắm. Khó lớn rồi. Đúng rồi, tại em thấy là những cái dòng mà những cái loài động vật mà khi mà mình nuôi nhốt á, cái kích thước nó sẽ không bằng như tự nhiên. Đúng rồi, nó chỉ bằng một nửa hoặc là 2/3 thôi, nó không có to như vậy. Thì cái dòng lốc này nó cái điều kiện nuôi nó có khác so với những cái dòng lốc mà nãy giờ mình quay ngoài kia mà. Thì không, cái dòng này vẫn là cái dòng nhiệt đới. Vẫn là cái dòng nhiệt đới. Thì cái dòng này nó cũng đơn giản, thì cái lọc anh vẫn hơi tắt luôn nè, anh không có chạy lọc luôn á. Ồ. Thì khoảng 2 tới 3 ngày anh mới mở một lần. Dạ. 2 tới 3 ngày anh mở lọc một lần. Tắt lọc luôn nha mọi người. Cái lọc không hoạt động nha. Không có mở. Đó, nó bơi kìa. Wow, quá trời to luôn. Này có bạn nào nhìn mà kích thích không? Quá trời kích thích luôn. Nè, các bạn coi cái đống vảy của nó kìa. Quá trời nhiều vảy luôn. Quá trời vảy luôn. Và bên okay. đây, và bên đây ok. Và bên đây là những cái dòng lốc ôn đới, có thể nó là lốc lạnh đó mọi người. Thì cái điều kiện để nuôi những bé này thì nó hơi phức tạp hơn chút xíu. Thế chỉ cần cái nhiệt độ trong cái hồ thì nó sẽ dưới 28 độ thì con cá nó sẽ phát triển rất là tốt. Ồ. Thì anh thì, có thể giới thiệu những cái dòng mà những cái vàng này được không? Ừ. Thì đây là bé pháo hoa. Pháo hoa và báo. Cái kích thước mát xa của bé này là bao nhiêu? Kích thước của bé mát xa của bé này để tầm khoảng 30 thôi. Cái điểm chung của cái dòng lốc lạnh này thì kích thước nó không to bằng những cái dòng lốc nhiệt đới hồi nãy là nãy giờ mình nói. Thì nó mát xa hơi nhỏ, nó không to lắm. Có tầm 30 thôi. Bé này là bé pháo hoa da báo. Còn bé bên đây là pháo hoa đốm đỏ. Cái điểm phân biệt giữa hai cái dòng này là như thế nào anh? Cái con mà pháo hoa da báo thì nó sẽ có những cái chấm trên người á nè mọi người. Chấm trên người nó rất là nhiều. Đấy. Mọi người thấy không, cái chấm trên hai bên má nó trên thân của nó rất là nhiều luôn, chấm đen á. Nhìn như da con báo luôn. Đúng rồi. Thì cái đó là nên là mình cái người mình có cái tên là pháo hoa da báo, còn đây là pháo hoa đốm đỏ. Thì những cái sọc trên người của nó là nó màu đỏ. Mọi người quay kỹ vào là nó sẽ thấy màu đỏ đấy. Ok luôn. Còn bên đây nó sẽ là pháo hoa đốm vàng đây. Pháo hoa đốm vàng. Thì cái đốm của nó sẽ là màu vàng. Đó. Đây là những cái này là những dòng ôn đới hết. Đúng rồi, đây này là những cái dòng ôn đới. Thì có một số bạn là thắc mắc với em là ví dụ những cái dòng ôn đới này thì cái việc mà nhiệt độ nó quá cao nó có ảnh hưởng gì đến có cái thì nó là thằng ôn đới mà nên là nó không thích cái nhiệt độ nóng đâu. Nếu mà nhiệt độ nào mà nó quá nóng có thể nó đơn giản là khoảng 30 độ. Hơn 30 độ. Thì nó sẽ dẫn đến cái dấu hiệu là nó chết, nó dễ nằm lắm. Nghĩa là ở đây thì cái nhiệt độ của mình là làm sao để mình đưa xuống dưới 30 độ? Thì nếu như điều kiện của tùy thôi, tùy theo người nuôi, nếu mà họ có điều kiện á, cái người chơi có điều kiện mà nuôi trong phòng máy lạnh đồ thì chắc chắn là những cái dòng này nó sẽ rất là đẹp. Nếu khi nó đạt đủ cái điều kiện mà sống của nó thì nó sẽ phát huy rất là tốt. Thì ở đây thì nói chung ra những cái hồ này của anh thì nó chỉ tầm khoảng 29 thôi. Thì nói chung ra là nó sẽ nó vẫn chưa, nó có thể nói là nó vừa đạt tới ngưỡng yêu cầu thôi. Nên là con cá nó sẽ chưa có thể mà phát huy giống như là đẹp nhất được. Đấy. Rồi em thấy đây có mấy lốc nhỏ là cái bé vậy? Cặp này là cặp vây xanh Việt Nam mình nha mọi người. Vây xanh Việt Nam này, lốc Việt Nam. Đúng rồi, cái này là lốc Việt Nam. Thì cái cặp này thì là nó sinh sản này có con ở trong đó luôn đó mọi người. Thì cái dòng này là của Việt Nam thì cái điều kiện nuôi chắc nó cũng đơn giản hơn. Đúng rồi, nó đơn giản hơn những cái dòng khác. Tại vì nó là cái Việt Nam mình mà.
Nhưng mà thường thường những cái dòng này á thì nó thì thường thường là hay là đánh bắt. Ồ. Đánh bắt là tự nhiên. Tự nhiên. Đúng rồi, đánh bắt tự nhiên nhiều. Cái cặp này là anh ghép là có nó có dễ hơn so với mấy cái dòng mà lóc nhập không em? Nói chung ra là lóc là ghép là khó. Là dòng nào cũng vậy. Đúng, lóc là ghép là khó, rất là khó. Nó sẽ đánh nhau nhiều lắm. Dạ. Và bên đây là anh cũng đang ghép một cặp đây. Dạ. Nhưng mà cái cặp này thì nó đã không cắn nhau rồi. Dạ. Nhưng mà mọi người đừng thấy nó không cắn nhau như là thành đôi là không phải. Dạ. Nếu mà đúng một cặp mà nó thành đôi với nhau thì nó phải đi chung với nhau, nó nằm là nó vẫn nằm chung với nhau. À. Và nó bơi là bơi chung, ăn là ăn chung hết, nó không phải là nó nằm nó cái cặp này là mỗi con góc. Đúng rồi, mỗi con nó đang mỗi con một góc. Dạ. Có thể là nó cũng chưa có chịu nhau. À. Thấy. Dạ, nó bị cưỡng ép. Cưỡng ép trong một hồ thôi. Có thể nói là như vậy, đúng rồi. Có thể nói là như vậy. Đó, các bạn mới thấy có một con nó chui vô cái lỗ rồi đó. Nó vẫn chưa chịu đi chung với nhau, nhưng mà nó không cắn nhau nhưng mà chưa chịu đi chung. Nói chung là cặp này là thành công là 70 đúng rồi, 60-70%. Còn 30% là do duyên số. Đúng rồi, chính xác. Và đây ở đây là dưới đây là có một bé mắc bò Mekong đây. Cái này mắc bò Mekong. Cái bé này là cái bé mà có thể nói là dòng một trong những dòng cá lóc lớn nhất thế giới. Má sai cỡ bao nhiêu? Cái kích thước của nó là có thể đến 1m8. Wow. Nó là cái dòng cá lóc rất lớn, thực sự nó rất là to. À. Wow, 1m8. Đúng rồi, 1m8. Có bạn nào ở đây có igu size, mắt size giống anh Năm Ngô ấy, bữa nào đi khoe. À, cá lóc 1m8 nha mọi người. Igu mắt size cũng 1m6, 1m7 thôi. Còn này 1m8. Nhưng mà thường trong môi trường nuôi nhốt chắc cũng không tới đó. Đúng rồi, chắc chắn là không tới, chắc chắn là không tới. Nhưng mà ở ngoài tự nhiên là con đã có được xác nhận là đã đánh bắt được. Đúng rồi, đã ghi nhận rồi là đánh bắt được cái con này là có chiều dài 1m8. Dạ. Là nó nằm trên là nó phân bố ở lưu vực Mekong hả? Đúng rồi, đúng rồi, lưu vực Mekong em. Còn cái con này là hình như là đánh bắt ở chi nhánh ở nhánh Lào á. À, bên Lào. Mekong mà nhánh Lào. Thì cái nhiều nhánh lắm em. Dạ, những cái dòng lóc này thì những cái dòng lóc ông đó thì em nghĩ là chất giá của nó sẽ khá là chua hơn so với những cái dòng nhiệt đới không ạ? Không, thì nói chung ra thì nó cũng không có chênh lệch nhiều đâu. À. Nó không có chênh lệch nhiều. Thì cũng tùy theo mọi người thôi. Thí dụ như mọi người mà thích nếu mà mọi người thích một con bé mà kích thước to thì có thể là chơi ông đới. Còn nếu mà những bạn nào mà thích về màu sắc cá này kia thì có thể là mình chơi cái bọn ôn đới này. À. Đấy. Bên đây okay. Thì còn có một cặp nữ hoàng nữa. À. Cặp lóc nữ hoàng. Đúng rồi. Cặp nữ hoàng này thì liền ghép được lâu rồi. Đây. Wow. Đây cá lóc nữ hoàng nè mọi người. Một dòng hiện tại là cũng là nổi đình đám trong giới chơi lóc luôn. Thì em nghe nói là cái dòng lóc nữ hoàng này trước đây là nó khá là hiếm so với lại những cái dòng lóc phổ thông hơn đó mà. Đúng rồi em, thì tại vì giá nó cao hơn mà. Dạ. Nên là nhưng mà cái thời gian gần đây thì nó đang rộ lên rất là nhiều nên là cũng có rất nhiều bạn đã nhập cái dòng cá này về. Dạ. Thì cái lý do tại sao mà hiện tại là nó giá của nó đau xuống nhiều so với lại trước đây anh? Thì em nghe nói là mấy chục triệu mới có được một cặp. Đúng không, thì bây giờ thì nó nói chung là nó rẻ rồi. Giống dạ. Như là nó dạng như là cũng có nhiều bạn mà đã nhập về bán á. Dạ. Thì cái tình trạng mà nhập về quá nhiều thì tất nhiên là cái giá nó chắc chắn sẽ giảm xuống. Đúng rồi, nói chung là giống như mình đẩy hàng. Đúng rồi chính xác. Đó. Ở đây còn câu một chuyện con... muôn thở cả bò sát cũng vậy luôn. Đúng rồi, một con đực đang nằm nó đưa cái đầu lên trên đây. Nhưng mà có một số bạn là sẽ thắc mắc khi mà bước vô chơi cái cá lóc này là phân biệt được cái anh. Thì thường những bạn mà nghe thì là những cái loài động vật thì con đực nó sẽ luôn luôn đẹp hơn. Thì đối với cá lóc á, cái việc mà phân biệt được cái này nó có khó không anh, hay là nó thực sự thì nó khó. Yeah. Nó phải đủ kích thước của nó thì mình mới phân biệt được dễ. À. Nếu mà mấy các bạn mà mới chơi thì rất là khó phân biệt. Yeah. Thì thí dụ như mình nhìn từ cái form đầu cá rồi vây trên rồi vây dưới. Yeah. Cái vây hậu môn của nó thì mình sẽ phân biệt được cái, nhưng mà cái đó chỉ là 70% thôi nha. À. Không chính xác được đâu. Nếu mà mình muốn biết chính xác luôn á thì mình bắt bụng mình phải bắt con cá lên. Và mình xem cái hậu môn của nó.
thì lúc đó mình mới biết chính xác được. Chứ còn mình nhìn ở đây thì mình chỉ đánh giá được được cái là khoảng 70% chính xác thôi. Thì như mấy cái dòng mà cái dòng nữ hoàng này, hình như cái vây của nó là cái kỳ nó sẽ cao, nó dựng lên đó mà. Đúng rồi. Mọi người quay cái kỳ của nó nè. Coi cái kỳ. Đó, nó dựng lên rất là đẹp luôn. Cái con trống thì hồi giờ sao nó nằm trong đó thôi. Đây nó ra kìa. Đây. Đó. Con trống thì nó to hơn. Wow. Đúng rồi, nó to hơn con cái luôn mọi người. Nó to hơn. Quá to luôn. Đó thì hồi nãy là cái cặp bên kia là cầu vồng ngũ sắc á. Dạ. Thì nó không có bơi chung với nhau. À. Đó, thì còn nếu mà xác định mà nó bắt cặp được nhau rồi là nó lúc nào cũng đi chung với nhau hết. Dạ. Ăn cũng đi chung mà nó bơi cũng đi chung với nhau thì cái đó mới là đã là ghép cặp được. Dạ. Thì đối với lại những cái dòng lóc nữ hoàng này hiện tại là cái mức giá của nó là rơi vào khoảng tầm bao nhiêu anh? Nó tầm nếu hiện tại bây giờ nếu mà size mà tầm khoảng 15 tới 16 thì nó tầm khoảng 800 tới 1 triệu con thôi. À. Bây giờ thì nói chung ra nó cũng hạ nhiệt bớt. Đúng rồi, xưa. Đúng rồi, chính xác. Rồi em thấy là bán cũng 15, 16 là cũng 5 triệu, 6 triệu rồi. Cao quá trời cao luôn. Bây giờ thì nó nhiều lắm rồi. Dạ. Rồi đây là những bé lóc mini cho những bạn tập chơi. À. Đấy. Đây là dòng gì anh? Dòng này dòng anh rau. Cái dòng này là cái dòng cái cặp hồi nãy là có quay đằng trước thì nó sinh sản được á. À, là anh bắt qua đây. Đúng rồi, anh vớt ra. À. Anh vớt ra là thường mà những cái bé mà size nhỏ vậy thì điều kiện chăm sóc nó có cần phải không? Nó dễ lắm, nó dễ lắm, nó cũng không có gì mà khó đâu. Yeah. Lóc thì nói chung là nó rất là dễ. Yeah. Mình chỉ cần cái setup đủ cái hồ mà như anh nói là lóc nền rồi lọc rồi cái nắp nữa rồi là xong, mình cứ về mình thả cá thôi. Yeah. Mình muốn đẹp hơn thì mình có thể mình chơi thêm lũa hay này kia. Yeah. Cây gì đó thì cái đó là do mình thôi. Thì thức ăn cho mấy bé này là anh thường là anh sẽ cho ăn trùng nghe, trùng chỉ. Thì cái size này là mình ăn trùng chỉ đây. Thức ăn của mấy bé đây. Đây cho bạn nào chưa biết trùng chỉ nha. Đây trùng chỉ. Thì anh sẽ cho nó ăn trùng. Đối với anh em chơi cá thì trùng chỉ là quá quen thuộc. Đúng rồi. Thì lì thì từ có những cái size từ nhỏ cho tới lớn nha mọi người. Có size từ nhỏ tới lớn luôn, nên nếu mà mọi người có hứng thú với tới những cái dòng lóc kiển này á thì có thể inbox cho Lì. Yeah. Thì Facebook của Lì là Lì Cá Cảnh, hoặc mọi người có thể lên đánh trang web Lì Thế Giới Cá Cảnh .com thì nó sẽ hiện nó ra cái web của Lì. Dạ. Yeah. Rồi thì anh Lì có thể giới thiệu về những cái dòng ở trên này. À, những dòng này là những dòng yellow. Yeah. Dòng này là những dòng maru, những dòng bảy rồng. Yeah. Những bé này thì nó sẽ rất là lớn, thì cái dòng này là cái dòng yellow Real Sumatra. Dạ. Yeah. Thì giá của những bé này là giá của những bé này thì nó sẽ cao hơn là những bé Yellow Syndrome. Yellow Syndrome thì bên anh hết rồi. Hết cái dòng đó. Cái giá mấy bé này thì nó cao hơn. Anh đang bán tầm khoảng 700 á. 700. 700. 700 một bé. Thì có một số bạn là chơi cái phương thức là kiểu em nghe nói là thúc sai những bé này để lớn nhanh á. Thì cái đó thực sự là sai lầm á. Cái đó thực sự là một sai lầm cho những bạn mà thích, ví dụ như mà thích cá to. Giống như về chơi cá nhỏ về mà cứ thúc xài cho nó to thì cái đó là một sai lầm khi chơi cá lóc. Cái này là một câu chuyện mãi mãi không thể nào mà ngưng tranh cãi được. Đúng. Nghe rồi. Cá bò sát của em cũng vậy. Bò sát của em là những cái con baby, là có một số anh là không có cái chế độ ăn điều độ mà cứ chơi theo kiểu là thúc đạm liên tục để cho mấy bé lớn nhanh đó. Hiện tại em có một bé là cái anh cũ hình như thúc đạm nhiều quá sao giờ bị gút luôn. Bị gút luôn. Đó là tại vì thực ra là lý do em chơi là cần cái gen đẹp thì em chơi thôi, chứ thực ra là những cái bé đó thì mình thực ra mình nhìn rất là tội luôn, tại vì thực ra nó cũng không đáng để mà mình đúng bỏ rồi. Quá nhiều ở đây sức. Thì đây bên em có thể quay với đây với anh, thì ở đây là hai con cá, thì đây là một con mà bé là ăn theo chế độ và cái bé này là của khách gửi lại cho Lì nè. Khách nuôi xong rồi khách gửi lại, khách đổi lại con khác. Thì cái con này với con này á, con này hai con á, thì có thể là mọi người xem cái con này thì nó ăn theo chế độ, nên là cái từ cái vây kỳ cho tới vây trên, vây dưới cho tới đuôi hay là tai bơi thì mọi người sẽ thấy nó đen. Đúng rồi nó đen, có màu đen. Đúng rồi, có màu đen. Còn cái con bên đây nè, cái con bên đây thì mọi người sẽ thấy nó vẫn có màu đen nhưng mà nó nhẹ. Đen nhạt, nó nhạt. Đó. Thì cái con này á, con này theo mà Lì đánh giá lúc mà Lì cá nó về á, thì cái con này nó đang giống như dạng là cho ăn nhiều á. Rồi. Cái dạng cho ăn nhiều thì con cá mình nó không có linh hoạt đâu. Nó không có linh hoạt.
đấy mọi người có thể xem. Thì cái bé này là bên anh là chế độ ăn là định kỳ như thế nào anh? Thì anh thì một ngày thì một tử. Cái chế độ ăn của anh thì một ngày một tử, mà ăn anh cho ăn, nhưng mà con cá lúc nào trong cái nó là giống như là ăn, nhưng mà lúc nào cũng trong cơ thể cảm giác đói. Nghĩa là nó vừa đủ thôi, không quá no. Nó lúc nào nó cũng trong trạng thái đói đó. Nên là con cá nó sẽ linh hoạt hơn. Cá nó sẽ đẹp hơn. Đấy, nhưng mà thật sự con này với lại hai con này thì cái con này nó già hơn. Nhưng mà sao con này lại nhỏ hơn con đúng này? Đúng rồi, con này nó to hơn nhưng mà con này nó lại già cá hơn. Nó màu từ cái màu cho từ cái tay bơi hay là từ cái bất cứ cái gì luôn, nhìn cái gì con này nó cũng già dặn hơn. Thì nó lớn chậm, mà cái con này nó lớn chậm. Mình ăn theo chế độ mình từ từ, còn có một khi mà mình cho ăn nó quá nhiều á thì con nó sẽ lớn, phát triển thân thể nó lớn, nhưng mà những cái sắc tố khác nó lại chậm. Đấy, đó thì các đó bạn là một lý do. Các bạn nuôi cá lóc thì nên lưu ý cái điều này nha. Không có được chơi cái kiểu mà hút sai á, nó rất là nhiều rủi ro. Giống như là hai bé này là anh Lì cũng phân biệt luôn, là một bé là nó màu nó đậm, một bé là màu nó lợt. Thì tất nhiên các bạn muốn là cái bé bét khi mà các bạn đem về á là nó phải thật sự khỏe mạnh và nó bung được cái độ ngầu của nó ra, chứ không phải là nó phát triển kích thước. Tại vì kích thước thì theo thời gian, mà theo thời gian nó sẽ phát triển thôi, mình không cần phải quá gấp đâu. Mình muốn một cái người bạn đồng hành lâu dài với mình. Có một cái vấn đề nữa là đó là cái vấn đề kè cá lóc. Thì em có tham khảo ở trên họ, một số họ thì họ kêu là những cái con cá lóc mà nó gọi là sung á, lạnh khi mà mình đưa kính vô là nó kè, thì theo anh nó có đúng hay không? Đúng, chính xác, nó có đúng. Là nhưng con mà... cá mình nó dạng như là cũng có thể nói là tập thể dục cho nó vậy đó. Cũng rất là tốt, tập gym, đúng rồi, cũng có thể là tốt. Nhưng mà những cái con nó linh hoạt thì em cũng không cần kè đâu. Nó thấy mình có cái điểm đặc biệt khi mà mình chơi lóc này á, mà những cái dòng cá khác nó không có, đó là cái độ quấn chủ của những dòng cá lóc này. Đấy, nó cực kỳ quấn chủ luôn. Mà đa phần là dòng cá lóc này là con nào nó cũng như con nấy, nếu mà mình đủ thời gian để mình nuôi nó. Đủ thời gian để mình chơi với nó, đủ thời gian để mình mà chăm sóc nó thì nó chắc chắn nó như một con chó nha. Nhốt mà mình đi về mình mở cửa ra mà nó vừa thấy mình cái là nó làm tới làm nuôi làm hay lắm, cái cảm giác nó rất là đã. Nhưng mà kiểu như là thường là một ngày thì mình nên cho kè vào lúc nào anh? Nó phải là thì lúc nào gặp cũng kè. Đúng, không phải lúc nào cũng kè em. Mà cái đó phải nói là nó không có cái một cái quy chuẩn nữa hết. Thí dụ như mình có thể là mình rảnh mình chơi với nó thôi. Đấy, thì mình kè nó lúc nào cũng được. Thí dụ mình rảnh thì mình kè, còn mình không rảnh thì có thể là ngày mai. Đấy. Ok, thì nãy giờ là cũng nói qua về những cái dòng lóc ở bên đây rồi, thì một số anh, những cái anh mà chơi bên bò sát của em á, là chắc chắn là cũng là những người rất là máu mặt. Thì họ muốn là những cái dòng lóc mà họ chơi á, là những cái size mà to khủng như những bé ở ngoài kia. Thì ở bên anh là có sale những cái bé đó không? Thì giá, mức giá của những cái bé đó thì như thế nào? Thì những cái bức bé những hay mình giá ra ngoài kia mình giới thiệu luôn. Ok đi. Ôi, thì cái bé này là chắc của signature của shop, chắc cũng đúng không rồi. Sale đâu. Cái đó thì con đó thì anh để lại anh hồi nãy giờ em quên hỏi bé này. Bé này cũng là một dòng mắt bò nha. Mắt cũng dòng mắt bò luôn, nhưng mà nó là bên nhánh Thái. Nãy cái bé mà hồi nãy mà anh nói có nói là 1m8 á. Nên là người ta hay gọi nó là mắt bò Thái. Nó là nằm ở trong cái khu vực nhánh Thái. Cũng to mọi người, quá trời to luôn. Nhưng mà cái màu đặc trưng của cái dòng mắt bò như là màu đen, đa số là màu đen hết. Đúng rồi, thân nửa thân nó là hay màu đen lắm. Cái dòng đặc trưng của nó là như vậy. Ok, đây là những cái bé mà size to. Đúng rồi, ngoài đây thì nói chung ra Lì để anh em mà có qua uống cà phê đồ này kia thì mình ngồi mình ngắm. Nên là ngoài đây thì Lì để những cái con to. Ok, giờ mình sẽ giới thiệu những cái bé to cho mọi người nha. Nãy giờ đi nhìn bé nhỏ, nhìn anh em thấy có vẻ hơi chán. Hôm nay nhìn to cho nó khổ, cho nó đã mắt. Ok, anh giới thiệu qua những cái dàn này đi, hồi nãy mình cũng đã nói rồi. Nhưng mà nó chưa có chi tiết lắm. Thì bây giờ thì một bé mà tầm một bé rét mà tầm khoảng như những bé này. Như những bé này thì nó cũng tầm khoảng từ 6 tới 7 triệu tùy theo con. Đấy. Cái dòng này là dòng lóc gì anh? Cái dòng này là dòng băng calabun. Thì cái thời gian tới á, thì anh cũng đang hướng đến đó là cái con bé này có anh đang hướng đến là có gắn chip cho nó. Thì cái bé này là anh đã đang thử nghiệm. Gắn chip là sao anh? Gắn chip là giống như là cái anh giống là
Nó giống cá rồng không ta? Thì nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà anh thì giống như là anh làm cái chip này là giống như là anh hướng đến là anh biết được, để anh biết được cái con cá này là của anh bán ra. Để sau để anh có cái chế độ bảo hành nó tốt nhất. Đúng rồi. Giống bên cá rồng thì họ cũng bắn chip để cái bên cá rồng thì họ sẽ bắn chip theo, mà cái giấy thì họ sẽ là cái giấy của nước ngoài. Giấy nước ngoài. Ở đây thì anh sẽ làm riêng về cái tờ giấy của bên anh luôn. Là để anh có những cái chế độ bảo hành, ví dụ như các bạn mà có muốn đổi dòng hay kia thì sau này thì sẽ biết được cái con cá này. Đúng rồi, con cá này của mình bán ra là check ra đúng trên hệ thống có hết luôn. Ok, còn bé này sao anh? Bé này là bé mắt bò luôn nha, cũng là mắt bò luôn. Đúng rồi. Cái điểm đặc trưng của mắt bò là những cái chấm trên người của nó. Những cái chấm trên người của tụi nó. Trên người nó lúc nào cũng có chấm hết đó. Đó, những cái chấm li ti trên người. Đó là cái dòng đặc trưng của mắt bò. Wow. Bé mắt bò này là mắt bò xanh. Indo, nó là của Indo. Đúng rồi. Nhưng mà nó là thuộc dòng Maruliot luôn, cũng là dòng vẽ rồng luôn. Giá của bé này là bao nhiêu anh? Bé này thì anh đang bán tại cửa hàng là với giá là 7 triệu. 7 triệu. Size cũng khoảng 40 mấy. Mắt size của bé này là bao nhiêu anh? Cũng to em. Size này con bé này thì mắt size cũng khoảng 90. 90. Nó không to. Nó không to bằng cái dòng mắt bò kia. Nhưng mà nó cũng to á. 90. Ok, còn cái bé màu vàng mà quá trời bảy này nè. Cái bé này thì là một trong những dòng mà Yellow Zombie. Một cái dòng cũng rất là hot luôn á. Cái dòng này thì cái bé này thì rất ít người có. Rất ít người sở hữu. Thì cái bé này thì anh có Samini luôn nha. Samini anh mới mini. Đúng rồi, anh đặt, anh order cũng khoảng mấy tháng rồi, bây giờ mới có hàng á. Lâu lắm rồi. Cái bé này thì anh đang bán 15 triệu. Wow. Cái con này thì full vẫy rồi. Vẫy rất là nhiều rồi. Có thể còn có thể lên nữa nha. Nghĩa là nó lớn size lên là nó sẽ có vẫy nữa. Đúng rồi, nó sẽ lên nữa. Nhưng mà con này thì từ màu sắc cho body thì anh thấy nó rất là ok. Vẫy, nói chung là con này rất là đẹp. Nó quấn lắm mọi người nè, có tay mình nè. Còn cái này mà bạn nào mà chơi dài, nghịch dài mà cho táp tay thôi. Chảy máu á nha. Chảy máu luôn anh. Chảy máu á. Em tưởng là nó không có răng chứ. Có răng chứ, nó có răng. Răng của nó li ti, nhưng mà nếu mà mình để tay xuống mình chơi với nó thì lúc mà để nó cắn á, nó cắn thì cứ để luôn, đừng có giật tay. Nó giật tay là chảy máu liền. Chảy máu. Cứ để cho nó cắn như là da cái răng của nó là răng móc vô. Đúng rồi, răng của nó không, răng nó dạng như là cũng là dạng răng cưa nhưng mà răng. nhỏ cực kỳ nhỏ li luôn. Li ti. Đúng rồi. Giống như nếu mà mình giật ra là dạng như nó nghiến á. Nó nghiến lại. Nó nghiến mình mới chảy máu. Còn không thì không sao, nó chỉ chảy sơ thôi. Là cái dòng này là ví dụ mà để là nó có nhả ra không, hay là nhả chắc chắn nhả. Chứ mấy bạn chơi bò sát chơi mấy dòng monitor là nó cắn nó không nhả đâu. Nên khá là ok luôn. Ok, còn cái bé này là dòng gì? Bé này cũng là bun em. Cũng là băng calabun luôn. Băng calabun luôn. Cái này không phải là hồ dơ đâu nha. Tại tất cả là anh xài sâm của anh á. Cái nước sâm. Đúng rồi, cái nước sâm để dưỡng cá của anh á. Giới thiệu cái sản phẩm này. Okay, để anh Lì lấy cái sản phẩm cho mọi người nha. Đây là cái sâm của Lì, của bên Lì. Cái sâm này nó để là dưỡng cá rất là tốt. Thì nó cũng tái tạo được cái môi trường tự nhiên cho cá, có thể là nó cũng gọi là bát nó sẽ giảm được mốt. Đấy, thì nó tái tạo rất cực kỳ tốt. Thì cái công thức của nó là cái công thức ở Indo, những cái người mà nhập cá về bán á thì họ có chia lại. Đúng rồi. Họ chia sẻ thì anh cũng có thí nghiệm rất là lâu rồi. Anh mới cho ra cái sản phẩm này. Cái thành phần trong này là gì anh? Thành phần thì nói chung ra cũng nó rất là nhiều. Nhưng mà không có lá bàn nha. Chắc chắn 100% là không có lá bàn trong đó. Sao em nghe có một số người chơi cá lóc là kêu là để lá bàn vô luôn. Đúng rồi, nếu mà mình để lá bàn trực tiếp vào hồ thì nó sẽ tốt. Nếu như mình nấu lên thì những cái chất ở trong lá bàn nó sẽ mất hết. Đúng rồi, nó sẽ không tốt, nên là anh sẽ loại bỏ cái lá bàn ra trong cái sâm này. Cái chai này là có bao nhiêu một chai? Cái chai này thì anh đang bán là 75.000 một chai thôi. Hôm nay là đi PR cho anh Lì luôn nha mọi người. Quá trời sản phẩm, quá trời. Ok luôn, toàn là sản phẩm tốt dành cho cá lóc không luôn á. Ok, thì cái bé này là chắc giá cao. Không, cái bé này thì bán chứ. Nhưng mà cái bé này thì nó không được đẹp cho lắm nha. Cái bé này thì chứ là nó không được đẹp cho lắm. Nhưng mà nó chỉ có được kích thước to. Và màu sắc nó cũng yếu. Cái dòng này là dòng gì? Cái dòng băng calabun em. Cũng là red luôn hả? Đúng rồi, nó là red luôn. Nhưng mà màu đen, hơi đen. Đúng rồi, và màu nó không được tốt, màu vảy nó cũng không được tốt cho lắm. Thì cái bé này thì nó giá chắc chắn nó sẽ rẻ hơn. Rất là nhiều. Cỡ bao nhiêu anh? Nó tầm khoảng 7-8 triệu.
Nó có thể là nó bằng bằng với những bé nhỏ này luôn á. Rồi bé trên này cũng màu mẹ cũng đẹp hơn là bé này. Đúng rồi. Mà đúng bé rồi, này sao? Quá đen. À nãy giờ em đang để cái bé dưới này là nó cứ cái bé này là cái bé mà pháo hoa đốm đỏ, nó là một cặp luôn á, anh đang ghép cặp á. Mà một con luôn. Một con đang núp ở trong cái lỗ rồi. Cái con này là nó gần max size rồi, nó khoảng size 26 28 vậy rồi. Nãy giờ em quay là em thấy nó cứ nhồi thôi cho nó lên hình luôn. Nó còn một con nó trong cái gống á thì một nó là một chống một máy luôn, nhưng mà nó địa vẫn còn cắn nhau nha. Vẫn còn cắn nhau. Hồi sáng anh mới cho ăn thì còn anh thấy con máy ra thì nó cũng bị tưa người hết. Nhưng mà vẫn còn chấp nhận được, có thể dưỡng lên được. Còn ở dưới này là gì anh? Ở dưới đó là những dòng Yellow Centaurum. Yellow Centaurum thì size nó size nhỏ. Đúng rồi, size nhỏ. Đây. Nó chưa lên màu nhiều anh. Đúng rồi, chưa thì nói chung ra những cái dòng này mà tại vì anh đang nuôi, anh không có hồ á. Không có đủ hồ để anh tách ra từ bé ra mình nuôi cộng đồng, thì dòng lốc này cái đặc biệt của nó là nếu nuôi càng cộng đồng thì con cá nó càng xấu. Nên là mỗi hồ, đúng rồi, mỗi hồ với một con thôi. Mỗi hồ một con. Rồi anh các bạn lưu ý cái điểm này nha, cá lóc là chỉ nuôi mỗi hồ một con thôi. Mỗi con một lãnh thổ. Giống như một khu rừng không có hai con hổ được, hai hổ quýt lộn. Đúng rồi, chính xác. Cho nên là mọi người, những cái bạn mà newbie thì nên chú ý điều này. Đừng có mê quá rồi sắm nhiều nó sẽ không tốt cho các bé cá lóc. Ok. Rồi nay ngoài này là em thấy có một số cái dòng lốc này. Thì bé này là cỡ bao nhiêu anh? Cái bé đó thì nói chung là cái bé này là anh làm cái này là hình ảnh của bé này không á. Ồ, bé này nè. Là cái người mẫu. Đúng rồi, người mẫu của sản phẩm luôn. Đúng rồi, của anh. Rồi em nay cho lên hình luôn cho. Cái bé này thì anh order cũng lâu lắm rồi. Yeah. Mà anh nuôi nó cũng lâu. Yeah. Con này cũng đủ lâu rồi. Cũng đủ. Nên là bé này thì nếu anh bán sẽ bán rất là mắc. Có thể cái giá này rất là cao. Tại vì á, cái dòng Yellow Sen này á, Yellow Centaurum này nè, thì nó cực kỳ khó lên vảy. Nó có thể nói là nó khó lên vảy nhất trong cái dòng vảy rồng luôn. Đúng rồi, trước đây em cũng có từng chơi một con Centaurum mà chờ lâu không thấy nó lên. Nó rất là khó, nó là một trong những dòng mà khó lên nhất. Thì cái bé này nếu mà cái độ size này mà nó lên vảy kiểu này thì trước là rất là ít. Rất là hiếm, đúng rồi. Giá cao. Nếu như mà một số anh ở chơi bò sát mà muốn chơi cái bé này thì ví dụ như khi anh bán bé này là sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu anh? Nếu như thực sự mà có nhà ý mà muốn lấy con này thì anh bán có thể là 15 triệu con này. Ok, còn cái bé màu đen đen này, đen thui. Bé này chắc anh bãi dưỡng rồi, bé này mà chơi cái gì? Cái bé này là một trong những bé mà Red băng Calabun là anh rất là thích. Lại là Red luôn. Đúng rồi, nó là Red luôn. Thì trước cái hồ này là anh để một con Bagito full vảy mà con đó bán rồi, anh mới thấy con này đẹp quá, anh mới bắt nó thả xuống đây. Thả xuống đây cái này là nó lạ nước, cái là nó bị chết, cái đó là nó đen luôn, đen tới giờ luôn. Wow, rất là nhiều dòng luôn. Ok, thì có cái hồ. Quên mọi người, còn một cái hồ này nữa. Hôm nay là phá nhà anh lì luôn. Cái hồ này anh nuôi gì anh? Cái hồ này là cái hồ để anh chơi, cái hồ này là hồ anh chơi. Anh chơi. Cái hồ này củ sừng này đợt mình quay bên anh Nam Ngô là có rồi nha mọi người. Chắc cũng không cần giới thiệu lại đâu, mọi người cũng biết rồi. Củ sừng hoàng đế. Cái hồ này có cái này con kim long anh. Con đó con ngân long. Ngân long chứ. Đúng rồi, con đó ngân long. Rồi con này là con bối lu. Bối ba xe. Luôn nè. Bối tím á. Lù ba xe. Đúng rồi. Đây con này nè mọi người. Thì con bối này là lì nuôi từ lúc size như là 30 đó. 30 giờ tới giờ. Cũng lâu lắm rồi. Bây giờ cũng 60 rồi đó. Wow, gấp đôi. To lắm. Gấp đôi luôn. Này con Hoàng Bảo Yến luôn. Đúng rồi, Hoàng Bảo Yến. Hoàng Bảo Yến này dòng gì ta? Dòng mono, cái dòng rẻ nhất của Hoàng Bảo Yến. Dòng rẻ nhất của Hoàng Bảo Yến. Đúng rồi, chính xác. Hoàng Bảo Yến hình như em nghe nó có chia ra nhiều lắm. 3-4 dòng. Ông nhiều hơn chứ. Nhiều hơn. Đúng rồi, nhiều lắm. Rồi cái này mình không rành lắm mọi người. Hoàng Bảo Yến quá dài luôn, mình chỉ mới biết một số dòng thôi. Ok, thì có một cái câu hỏi cuối cùng trước khi mà kết thúc video nữa là một số người khi mà chơi cá lóc á, thì họ sẽ thắc mắc là khi mà chơi cá lóc có thể chơi chung với những cái dòng cá khác được không anh? Nó thực sự là rất là khó. Tại vì nếu mà lúc nãy em cũng có nói thì nếu mà mình chơi những cái dòng lốc là mình chơi cộng đồng á thì được chứ không được đâu. Chắc chắn được nhưng mà con cá mình nó sẽ không được.
Nghĩa là vẫn ghép được nhưng mà đúng rồi, hơi vẫn khó. Ghép, vẫn chơi được nhưng mà con cá mình nó sẽ không, thí dụ như mình chơi red hay chơi yellow thì con cá nó sẽ đen. Dạ. Sẽ đen cá lại. Và dạ, nó ảnh hưởng, cái đó là ảnh hưởng tới quá trình phát triển của cá. Nên dạ, là anh cũng khuyên mọi người là đừng nên là ghép cá chung với cộng đồng. Cá dạ, nó chắc chắn nó sẽ không đẹp. Dạ. Thì thực ra là nếu như mà nó không có thì chắc cũng không đúng lắm đâu. Em nghe nói là như cũng có dòng cũng ghép được mà. Nó vẫn đúng rồi, có dòng ghép được là dòng lóc mà mọi người thường lóc mắt á. Dạ. Dòng lóc mắt á thì mọi người thường hay nói là lóc mắt Nam Mỹ á. Dạ. Đó thì cái đó là vẫn ghép được. Thì anh lúc trước á, cái con mà buôn hồi nãy trong nhà mà xe bẻ máy á. Dạ. Là anh có quăng trong đây mà, anh có thả trong đây mà, thả à, chung mà anh vẫn còn clip nó ở đây đây. Dạ. Nhưng mà nó cắn cả rồng. À, nó và nó bị dạng như là nó bị đen rồi nó bị tuột vảy nữa, cái vảy nó không lên mà nó còn lặn bớt. Đúng rồi, nó lặn bớt nữa. Ồ. Nên là anh mới đem bé đấy vô trong đó chứ. À, là cái vảy của mấy cái con lóc vảy rồng này là giống như là một hoa văn ấy. Đúng rồi, nó lên đúng rồi. Thì à, nếu mà nó lên rồi thì nó sẽ không mất, nhưng mà dạ, những cái vảy mà nó chưa lên đang bắt đầu phát triển á, à, thì nó sẽ bị lặn. Dạ. Đấy đó thì nãy giờ cũng khá là nhiều kiến thức bổ ích mọi người, cũng show cho mọi người những cái dòng lóc nó cũng rất là đẹp đó. Thì hôm nay cũng là một cái ngày rất là vui luôn, rất là nhiều kiến thức bổ ích cho những anh em newbie, những anh em mà muốn chơi mà nhập môn vào cái dòng lóc này á thì có thể PM cho anh Lì, thì mình sẽ để cái thông tin của anh Lì ở phía dưới phần mô tả. Anh em cứ nhấp vào, mọi kiến thức, mọi những cái điều mà anh em cần biết cứ inbox cho anh Lì sẽ giải đáp cho các bạn. Cũng như là có những cái sản phẩm đây, cái sản phẩm rất là hay cho anh em khi mà mới nhập môn vô cái môn cá lóc này đó. Thì mình rất là cảm ơn anh em đã xem hết cái clip này cũng như là đồng hành với mình trong cái chuyến đi ngày hôm nay, rất là cảm ơn anh em. Nếu như mà anh em cảm thấy cái clip này nó hay và thú vị thì cho mình một like, một chia sẻ, đồng thời là đăng ký kênh để nhận được những cái video review chất lượng hơn, bổ ích hơn cho những anh em newbie khi mà mới bước chân vô cái nền bét của Việt Nam. Ok, cảm ơn anh em, tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.